Sanskrit nha, cho ông bạn ông niệm luôn. Nam mô Sakya Muni Buddha. Nam mô Sakya Muni Buddha. Nam mô Sakya Muni Buddha. Sáng hôm nay thứ sáu, 26 Tây Tháng Giêng năm 2018 là cái buổi học chót của khóa thiền căn bản lần đầu tiên tổ chức tại Brisbane, Úc Châu. Sáng hôm nay cô sẽ đúc kết lại tất cả những cái cốt lõi, những cái chủ đề chính của cái khóa thiền căn bản của chúng ta mà cô đã trình bày trong một tuần qua. Bữa nay cô sẽ sắp xếp lại thành một cái sơ đồ để quý vị nhìn thấy rõ ràng cái con đường tu tập của mình. Cô vừa giảng, cô vừa ghi cái sơ đồ trên bảng. Quý vị có thể chỉ nghe thôi, không có cần ghi nốt. Một lát nữa cô để nguyên cái tấm bảng lại cho quý vị muốn ghi hay là muốn chụp hình gì đó tùy ý. Còn bây giờ mình chỉ lắng nghe thôi. Và một lát khi cô đúc kết xong, cô sẽ để thì giờ cho quý vị thắc mắc, nếu quý vị còn thắc mắc. Rồi sau đó tới trưởng lớp, tổng kết lớp. Và cũng mời quý vị nào muốn phát biểu cảm tưởng thì mình phát biểu. Qua cái chủ đề về cái tiến trình tu tập và cái tiến trình chứng ngộ của Đức Phật Thích Ca, thì mình biết cái mục tiêu của cái việc thực hành tu tập theo Đức Phật Thích Ca đó là làm sao để mình thoát khổ. Và cái điểm thứ nhì nữa là làm sao để mình có thể phát huy cái trí tuệ của chính mình. Thì qua cái bốn tầng định của Đức Phật, mình biết rằng muốn hoàn toàn thoát khổ và muốn phát huy trí tuệ tâm linh thì mình phải kinh nghiệm những cái tiến trình định. Cô tạm vẽ cái hình tượng trưng cho cái vùng ở phía sau bán cầu não trái và cái vùng trí tuệ tâm linh cao nhất, nó ngang bằng với từ mà khoa học gọi là nhận thức biết. Và cái nhận thức biết này nó có một cái đặc điểm là hoàn toàn không có lời nói thầm. Thì cái từ trong thiền tông gọi là tánh nhận thức, có nghĩa là cái sự nhận biết rất là rõ ràng sâu sắc nhưng hoàn toàn ở trong không lời. Đó là cái tầng định cao nhất của Đức Phật. Và cái trạng thái tâm này nó hoàn toàn khách quan, nó trong sạch và không có suy nghĩ, không có xét đoán, không có lý luận gì hết. Cho nên cái trạng thái này Đức Phật tạm đặt tên là trạng thái tâm như, có nghĩa là tâm như vậy thôi. Đây là tâm như. Cô chú thích dài cái tiếng Anh để cho quý vị hiểu rõ hơn một chút. Tâm như vậy, tâm như thế. Và trong kinh cũng ghi rõ ràng cái đặc điểm nổi bật nhất của cái trạng thái tâm như là hoàn toàn ngoài lý luận. Cái từ gọi là cái từ Ataka Vachara, và người ta dịch đó là ngoài lý luận, hay là mình dịch là ngoài lời. Như vậy mình phải nắm cái cốt lõi để phát huy trí tuệ tâm linh là hoàn toàn không dùng ngôn ngữ, không có lời nói thầm từ trong tâm, thì cái tâm này mới là cái tâm bất động. Cho nên cái tầng định khi Đức Phật thành đạo gọi là định bất động, tức là cái trạng thái tâm này là cái tầng định thứ tư đó.
định bất động. Nếu như quý vị đọc kinh A Di Đà, quý vị cũng biết cái mục tiêu cuối cùng đó là đạt được nhất tâm bất loạn. Tâm bất loạn chính là tâm bất động. Như vậy mình biết các vị tổ khi giảng dạy một cái pháp môn nào thì các vị tổ cũng đều hướng tới cái mục tiêu cuối cùng mà Đức Phật Thích Ca giảng dạy, đó là đạt được cái chỗ bất động của tâm. Bất động với bất loạn nó cũng tương tự nhau thôi, có nghĩa là mình sống ở giữa cuộc đời thay đổi biến chuyển không ngừng, nhưng làm sao cái tâm của mình không có dính mắc vô những cái cảnh thay đổi bất thường của thế gian, gọi là tâm bất động hay tâm bất loạn. Thì chính cái chỗ đó là tâm giải thoát của mình. Giải thoát ngay trong khi mình còn sống trong cái đời sống bình thường, chứ không phải đợi tới khi mình chết mới giải thoát. Như vậy, cô muốn nhắc lại cho quý vị thấy cái mục tiêu cao nhất của người tu theo Đức Phật, đó là phải kinh nghiệm được cái tâm hoàn toàn yên lặng, thanh thản, khách quan, thì nó mới đối trị được những cái đau khổ buồn phiền khi mình sống ở trong cái tâm đời. Từ xưa tới giờ mình ở trong cái tâm đời. Cái tâm đời này tạm diễn đạt như là nó ở vùng tiền trán. Tiền trán bên mặt là ý thức, tiền trán bên trái là ý căn và trí năng. Đây là cái hình tạm vẽ cái vùng tiền trán. Não bộ chia làm hai, bên mặt là ý thức, bên trái là ý căn và trí năng. Ý thức này là phân biệt so sánh, cho nên khi nó có mặt là mình dính mắc vô đối tượng. Dính mắc là gì? Mình khởi ra cái tâm khen chê, mình nói cái này đúng cái kia sai, mình nói cái này đẹp cái kia xấu. Đó là hai bên, là cái biết của ý thức. Biết cái biết này rất là rõ ràng, nhưng có cái tâm phân biệt. Còn ý căn là suy nghĩ hướng về quá khứ, tưởng nhớ tới quá khứ, lặp đi lặp lại hoài những cái gì trong quá khứ, cho nên cái tâm mình nó cũng lăng xăng dao động và dính mắc trong quá khứ. Còn trí năng là hướng tới tương lai, tưởng tượng ra những cái cảnh đời trong tương lai, những cái cảnh vui, những cảnh buồn đều là tưởng tượng, là chức năng của trí năng. Thì ba cái thứ tâm này nó làm cho mình luôn luôn dao động, lăng xăng, lúc vui lúc buồn, lúc nhớ lúc giận, lúc tức bực. Đủ thứ sắc thái tâm của thế gian nó xuất hiện qua cái tâm này, thành thử đây gọi là tâm thế gian hay là tâm đời, mà trong kinh ưa nói ra là tâm phàm phu. Tuy nhiên, tại sao cái chức năng phân biệt, chức năng suy nghĩ và cái chức năng suy đoán này, tại sao mà nó gây đau khổ cho mình? Là tại vì nó bị điều động bởi những cái chủ quan của mình, những cái mà mình ưa thích, đam mê, Đức Phật gọi là lậu hoặc đó, là những cái đam mê ghiền nghiện, những cái nhơ bẩn, cho nên nó làm cho tâm bị ô nhiễm. Chính cái này nó đưa tới chủ quan, nó làm nên cái ngã của mình. Cái ngã của mình là cái chủ thể để điều động cái đời sống của mình, là cái ngã, là cái ta. Từ cái ý nghĩ có cái ta thiệt, cái mình phải bảo vệ cái ta. Ai nói cái gì chạm đến mình là mình nổi lên tự ái, cái đó là cái ngã của mình. Và luôn luôn mình cho rằng mình đúng á,
Đó là cái ngã. Do đó khi mà nói tới cái ngã thì là cái gì? Là cái ích kỷ. Lo cho mình, lo cho những người thân yêu của mình, gia đình mình, cha mẹ mình, con cái mình, cho tới tôn giáo của mình, đất nước của mình nữa. Tất cả những cái đó là cái khái niệm của cái ngã. Mà từ khi mình có khái niệm cái ngã thì mình sẽ xung đột với cái ngã của người khác. Tôn giáo này của mình, tôn giáo kia của người khác, đất nước này của mình, đất nước kia của kẻ thù, vân vân. Thì đây là cái nguồn gốc của đau khổ, của xung đột, của chiến tranh. Và khi mình gom góp về cho mình thì không có bao giờ đủ. Trong kinh dùng cái từ là khát ái. Khát ái là khao khát, tham lam, không bao giờ đủ hết á. Mình ham muốn hoài, cái lòng tham của mình nó không có giới hạn, mà không bao giờ cuộc đời nó chiều ý mình, cho nên sinh ra khổ, sinh ra tức giận. Thành thử tham sân si mà đứng đầu là tham. Tham là tại sao? Là tại vì mình muốn gom góp về cho mình, là tại mình tưởng rằng ta có thiệt, cho nên mình phải bảo vệ cái thân của mình, cái tâm của mình. Rồi nó phát triển ra vợ con, chồng con của mình, phát triển ra gia đình, dòng họ mình, nó phát triển ra nữa đảng phái của mình, tôn giáo của mình, đất nước của mình. Từ từ nó cứ nó mở rộng ra hoài. Cái ngã này nó càng ngày nó càng lớn. Cho nên đây là đầu mối của quân tập lậu hoặc, và làm cho ba cái chức năng này nó bị ô nhiễm đi, nó trở nên điên đảo, méo mó. Do đó tạo ra nghiệp. Và khi tạo nghiệp thì là tái sinh, phải vay trả cái nghiệp của mình. Đó là nguồn gốc của cái biển khổ của tái sinh à. Cứ tái sinh hoài vô lượng vô số kiếp, từ xưa cho tới bây giờ, thì đó là cái biển khổ trần gian đó. Đó, mình đã lặn hụp trong biển khổ này từ bao nhiêu đời rồi. Mặc dầu ngày nay mình được cái thân người, là mình cũng có nhiều cái việc tốt, nhiều cái việc làm có công đức, mình mới được làm người. Nhưng cái cuộc đời mình vẫn bao phủ ở trong cái biển khổ trần gian. Thì bây giờ mình tỉnh ngộ rồi, mình mới đi tu tập. Con đường từ cái tâm thế gian để đi tới cái tâm Phật này là con đường tu tập của mình đó. Trong khi đó, trong Phật Pháp cho rằng cái tánh nhận thức không lời, hay là cái tâm trong sáng tĩnh lặng này của mình, là cái bản thể thật của mỗi người. Đầu tiên cái tâm của chúng ta nó trong sáng như vậy, không có bị nhơ bẩn vì cuộc đời. Nhưng vì mình sống ở trong đời, mình cứ quân tập hoài những cái lậu hoặc này, ham thích đủ thứ, mà càng luân hồi thì càng thêm lậu hoặc. Cho nên từ cái thở ban đầu là cái tâm trong sáng, cứ đi lần lần hoài, sống hoài, lặn hụp hoài ở trong cái biển thế gian, cho nên nó che mờ cái tâm này. Thì con đường tu tập của mình chỉ là trở về cái bản thể trong sáng đầu tiên của mỗi người mà thôi. Cho nên trong kinh điển mới nói tất cả mọi người đều có cái tâm Phật. Cái vấn đề của mình là nhận ra và trở về, chỉ vậy thôi à. Mà khi mình nhận biết rằng mỗi người đều có cái tâm Phật, thì mình
như thế nào? Mình vui hay mình buồn? Quá vui. Quá vui. Khi mình thật sự mình hiểu như vậy rồi, mình mới có cái lòng tự tin, có một cái niềm vui, có một cái niềm hy vọng. Nếu mà mình tu tập đúng con đường thì mình sẽ có những cái kết quả tốt đẹp giống y như Đức Phật Thích Ca. Đó là cái thông điệp quan trọng nhất của Phật giáo. Nó cho mình một cái tâm bình đẳng. Một cái tâm bình đẳng. Khi mình biết rằng mình có cái tánh Phật, mà mỗi người khác đều có cái tánh Phật hết. Nếu mình nhận biết rõ ràng cái điều đó, cái tâm mình nó bình đẳng liền. Người làm việc tốt mình vui theo, người lỡ làm ác mình mới khởi được cái tâm từ bi, mới khởi được cái tâm thông cảm và tha thứ. Vì mình biết người đó cuối cùng rồi trên cái con đường luân hồi sinh tử phải trở về với cái tâm Phật. Đó mới là cái nơi đến cuối cùng. Cho nên cái người làm lỗi, làm ác, từ đó mình mới mở rộng lòng để mình thông cảm và mình tha thứ. Đúng không? Còn khi mình còn ghét người này thương người kia là mình chưa có nhìn thấy mỗi người đều có cái tâm Phật. Dù cho mình đi luân hồi bao nhiêu đời, cái tâm Phật không bao giờ mất. Nó vẫn chói sáng. Ở trong kinh dùng cái từ đó đó, tâm chói sáng. Chói sáng vì cái gì? Có đèn không? Tâm chói sáng là trí tuệ. Trí tuệ. Cho nên đây gọi là trí tuệ Phật, hay là Phật tánh đó. Khi cái tâm này có mặt thì cái bóng tối của vô minh bị tan biến. Bao nhiêu nỗi khổ tan biến hết. Như vậy có muốn trở về tâm Phật không? Vì thế khi mình hiểu rõ ràng và mình nhận ra rõ ràng mình có cái bản thể là cái tâm như hay là tâm Phật, thì mình sẽ thấy chuyển đổi cái nhìn của mình về cuộc đời. Đứng từ đây mà nhìn thì sẽ thấy tất cả mọi người thế gian đều có cái bản thể chân thật là cái tâm Phật. Như vậy quý vị có còn dám chê bai khinh thường người nào mặc dầu họ ở trong cái biển khổ trần gian? Có dám chê bai không? Có dám làm khổ không? Làm khổ người ta hay không? Vấn đề là chỗ đó đó. Thành thử pháp của Đức Phật sâu sắc lắm quý vị. Cái chiều sâu không thể nào tính được. Chỉ một cái pháp nhỏ thôi mà mình hiểu tới tận cùng thì quý vị cũng sẽ thấy là mình chuyển đổi cuộc đời hết. Mình chuyển đổi cái nhìn của mình về cuộc đời thì cuộc đời mình nó chuyển đổi hết. Đó, hôm nay con muốn khai triển sâu sắc thêm một chút. Và mình cũng nhận biết rằng cái mức độ thấp hơn cái tâm như là cái mức độ của tánh giác. Nó xuất phát từ cái vùng phía sau bán cầu não trái, tức là ở đó, và qua giác quan. Ở đây là tánh thấy, tức là ở thùy chẩm. Ở thùy thái dương là tánh nghe. Ở thùy đỉnh là tánh xúc chạm. Ba cái tánh này nó là cái biết. Nó có chung cái biết, và đó là cái biết không lời. Cái biết là cái mức độ đầu tiên. Khi mắt mình chạm đối tượng, mình biết liền cái đó là cái gì, nhưng mà hoàn toàn ở trong thầm lặng, không có lời nói, ở trong tâm.
Đó là cái chức năng kiến giải của cái tánh giác. Biết không lời còn gọi là đây là cái tánh giác. Tánh giác chỉ là tánh biết thôi. Và cái từ của Sanskrit là Buddhita. Còn ở đây tâm Phật thì đây là Buddhata, Phật tánh. Còn ở đây là tánh biết thôi. Khi mới bắt đầu tu, mình phải đi từ bước, từ lần. Tuy nhiên, từ cái biết có lời mà qua cái biết không lời, nó là một cái bước nhảy vọt. Nó khó. Ở đây, tâm thế gian là cái biết có lời. Ở đây chỉ là kiến thức của thế gian thôi. Thì mình có một cái bước chuyển tiếp, cũng còn dùng lời, cũng còn dùng cái dùng này, nhưng mà trí năng ở này là tỉnh ngộ rồi. Trí năng tỉnh ngộ để mình bắt đầu vào con đường tu tập. Còn nếu không tỉnh ngộ, mình sẽ đi xuôi theo dòng đời. Thí dụ như giờ này, bữa nay thứ sáu, nếu mình không tỉnh ngộ là mình đi tham gia những cái thú vui gì trong cuộc đời. Thí dụ như mình đi đi chợ, đi shopping, mình đi tắm biển, hoặc là mình đi chơi đá banh, thí dụ như những cái thú vui đó, hoặc là mình đi đàn ca hát sướng, là theo những cái thú vui, những cái lậu hoặc, những cái mà mình ham thích, mình sẽ đi xuôi theo dòng đời. Mà cuối cùng ham thích cuối cùng là cũng đưa tới khổ thôi, hoang phí thời gian. Bây giờ mình tỉnh ngộ, mình có mặt để mình học Phật Pháp, mình dẹp những cái thú vui của thế gian. Cho nên cái điều kiện tỉnh ngộ này nó quan trọng lắm. Nó cũng làm cho bớt đi những cái đam mê đối với cuộc đời. Thì bây giờ tỉnh ngộ là mình học Phật Pháp. Mặc dầu mình vẫn còn dùng lời, nhưng mà cái tâm mình nó đã chuyển đổi rồi, không còn đam mê nhiều trong thế gian nữa. Mình bắt đầu mình học Phật Pháp. Trong cái chương trình lớp căn bản, mình bắt đầu mình học cái gì? Mình học về cái thiền quán đó, Anupassana đó, là mình học vô thường, khổ, vô ngã, ở trong cái chương trình lớp căn bản của mình. Và mình cũng bắt đầu mình thực hành thiền, là mình thực hành thiền chỉ, tức là Samatha. Mình thực hành những cái chiêu thức hổm rày nè, nghe tiếng chuông, cái tâm mình nó cũng bắt đầu nó yên lặng, thư giãn lưỡi. Quý vị nhớ cái đó không? Có cần cô nhắc lại không? Gật đầu là sao? Là nhắc lại hả? Chắc tại vì con vắng mặt hổm rày chứ gì. Nghe tiếng chuông, chỉ lắng nghe cái âm thanh tiếng chuông thôi. Như vậy là biết rõ ràng mình đang nghe, mà không có xét đoán, không có nói gì hết trong tâm. Đó là nghe tiếng chuông. Thì tâm cũng bắt đầu yên lặng, cho nên gọi là trạng thái Samatha. Còn thư giãn lưỡi có nghĩa là cái lưỡi mình tự nhiên là nó nằm bây giờ đó, nó đừng nằm cái chỗ đó, đó là cái tư thế bình thường. Nó nằm yên và cái đầu lưỡi nó chạm với chân răng, đó là cái tư thế bình thường. Bây giờ mình rút cái đầu lưỡi vô chút xíu rồi mình thư giãn nó xuống, chứ mình không có chuyển cứng cái lưỡi. Sở dĩ có chiêu thức này là gì? Như thế này nè, ngày xưa các vị tổ muốn dừng vọng tưởng, các vị tổ mới đưa cái đầu lưỡi thẳng đứng lên trên cái nóc vọng của mình á, để chặn không cho niệm khởi. Nhưng mà khi mình chuyển cứng cái lưỡi mình để lên á, thì làm hoài nó sẽ tác động qua giao cảm thần kinh. Bây giờ thầy không muốn tác động giao cảm thần kinh, nên thầy tạm cho nó rút vô chút xíu mà thư giãn xuống. Thì khi mà mình thực hành thư giãn lưỡi, mình biết, giống như cái biết của mình nó gá một chút xíu ở cái đầu lưỡi vậy đó,
để không có phóng tâm suy nghĩ chuyện khác. Chỉ có cái tác dụng như vậy thôi. Và khi mà mình thư giãn cái lưỡi, nó tác động liền tới đối giao cảm thần kinh. Là tại sao cuối cùng của cái lưỡi của mình á, nó có cái chỗ đó là gọi là thần kinh thiệt hầu. Thiệt là lưỡi, hầu là họng, dây thần kinh thiệt hầu. Hôm bữa đó cô giảng về đối giao cảm thần kinh, nó tự ót, nó có một cái đầu dây nó tới cái miệng của mình, thì cái dây thần kinh đó gọi là dây thần kinh thiệt hầu, nó xuất phát từ đối giao cảm. Thì cái dây thần kinh thiệt hầu này cuối cùng của nó là ở cuối cái lưỡi của mình á. Cho nên khi mình thư giãn lưỡi thì cái dây thần kinh thiệt hầu nó bị tác động, cho nên nó đi liền vô đối giao cảm. Thành thử quý vị thấy nước bọt tiết ra liền á, là vậy đó. Cho nên thư giãn lưỡi nó tác động rất là nhanh tới đối giao cảm thần kinh. Đó là cái chiêu thức thư giãn lưỡi. Ngoài ra mình thiền hành, như hồi sáng mình mới thiền hành, chỉ giữ cái biết đơn giản thôi, biết mình đang đi, chân mình đặt xuống nó xúc chạm mình biết, chân này cũng biết, giống như cái biết của mình nó gá ở chỗ sự xúc chạm của chân và mặt đất. Thì khi cái biết của mình nó gá chỗ đó thì làm sao nó phóng đi, nó nói này nói kia về cảnh chung quanh. Thì đó là một cách để mình gìn giữ cái tâm của mình, mà trong kinh Đức Phật gọi là thu thúc lục căn, gìn giữ sáu căn không cho dính mắc với sáu trần. Đó là phương thức đầu tiên, được xếp là làm cho tâm bắt đầu được yên tĩnh, được dừng lại. Cái chữ chỉ có nghĩa là dừng lại, tâm mình dừng, mình nhìn mà tâm mình dừng, biết nhưng mà trở lại biết cái tâm của mình. Biết cái tâm mình sao? Thí dụ như khi mình nhìn ra bên ngoài cảnh vật, nhưng đồng thời mình biết cái tâm mình nó đang yên lặng, nó không có nói đây là cây cao, đây là trái cao, đây là tượng Phật, nó không có nói gì hết. Làm sao mình biết mình không nói gì hết về cảnh? Đó là lúc đó mình đang nhìn cái tâm của mình, nó không có nói gì hết, nó thấy rõ ràng, nhưng cái thấy nó khác với cái nói. Ví dụ bây giờ nè, mình nhìn đây thấy rõ ràng cái này, nhưng trong tâm mình nó không có nói cái chữ cái chuông. Như vậy thì mới đúng. Mình biết đó là cái gì, nhưng trong tâm mình nó không có thì thầm cái tên đây là cái chuông. Thì như vậy tâm mình dừng lại, có nghĩa là mình thấy nhưng tâm mình dừng lại liền. Còn nó không dừng thì nó sẽ dính mắc vô cái chuông. Nó nói đây là cái chuông này màu đen, cái chuông này làm từ Việt Nam hay là làm từ Ấn Độ gì đó. Nó sẽ nói thêm rất nhiều. Thì khi nó nhìn thấy rồi nó nói đủ thứ thì đó là nó dính mắc vô cái đối tượng rồi. Tâm không có dừng lại, mà gọi là cái tâm buông lung, buông lung, buông thả cho nó đi. Ở trong văn chương của Trung Hoa, các vị tổ so sánh cái tâm thế gian của mình là con trâu, mà con trâu này đó đi rong, nó đi ăn lúa mạ nhà người, nó đi qua bên nhà người khác nó ăn lúa mạ. Có nghĩa là gì? Cái tâm mình thả đi rồi nó xét đoán, nó phê bình, nó làm khổ người khác, kêu bằng con trâu đi ăn lúa mạ nhà người. Thì trong mấy ngày vừa qua mình đã học về quán tam pháp ấn, mình hiểu ý nghĩa của vô thường. Chắc cô không có cần nhắc lại vô thường phải không? Miễn là mình hiểu rõ ràng rồi mình cũng bớt khổ phải không? Phải không? Khi có những cái cảnh gì đó nó xảy ra, mình bớt dính mắc, bớt khổ. Ví dụ như hổm rày nè, mình tụ họp 5-6 ngày vui quá phải không? Mỗi ngày vô đây học mấy tiếng vui vẻ, trưa có cơm ăn rồi chiều học tiếp,
Mặc dầu khi học thì tỉnh thức, có khi cũng buồn ngủ, nhưng mà nói chung là quá vui vẻ, phải không? Đó là việc đời nó như vậy đó. Đủ duyên tụ hội lại, gần gũi thân thiết. Không đủ duyên thì sao? Nó tách ra, nó tách ra, nó chia ra. Cho nên trưa nay có người lên máy bay đi về. Mình hiểu cái đó là việc đời nó như vậy thôi. Tụ hợp rồi chia tay, tụ lại rồi chia tay. Bản thể của cuộc đời là trống không. Cho nên khi mà tụ hợp lại thì thành nên một người, thành nên mình, thành nên gia đình, thành nên hiện tượng thế gian. Còn khi cái duyên nó thay đổi, cái điều kiện nó thay đổi thì nó trở thành ra cái khác. Đó, tất cả mọi việc trên đời đều như vậy hết. Thì khi tụ hội không có quá vui, để khi chia tay không có quá buồn. Như vậy mới là an lạc, bình thản bằng trí tuệ. Hiểu chưa? Cho nên cái quy luật vô thường nó cũng rất là sâu sắc, nó cũng giúp cho mình bớt khổ. Nếu không nói là mình sẽ hết khổ. Tại vì bây giờ quý vị ngẫm nghĩ đi, tất cả mọi nỗi khổ trên đời là vì không chấp nhận quy luật vô thường. Cứ suy nghĩ đi. Cho nên những cái chân lý mà Đức Phật dạy là những cái chân lý thường hằng bất biến của cuộc đời. Từ 2500 năm nay rồi, cuộc đời vẫn vô thường mà con người vẫn khổ, chưa có chịu chấp nhận cái quy luật vô thường cho nên khổ thôi. Và cũng chưa có hiểu cái quy luật vô ngã. Con người vô ngã mà tất cả những cái vật khác cũng đều vô ngã, có nghĩa là không có một cái gì cứng chắc thường hằng trong con người và cái trong cái vũ trụ này. Còn cái tâm bậc thánh là cái biết không lời, và cái tâm như là cái nhận thức biết không lời. Nó không phải là hiện tượng thế gian. Mình không có nhận ra qua suy nghĩ, qua con mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân. Cái biết mà hoàn toàn không có lời nói thầm, nhận được bằng cái gì? Nhận được bằng gì giờ? Bằng thực hành và bằng trí tuệ. Chứ làm sao mình thấy cái biết được? Cái biết nó có hình dáng không? Có không? Không. Nó có âm thanh, nó có tiếng động gì không? Không. Có sờ mó được không? Không. Cho nên cái biết không lời không phải là hiện tượng thế gian. Còn cái quy luật vô thường, khổ, vô ngã là nói về hiện tượng thế gian. Mỗi người đều có cái biết không lời, nó là cái bản thể của mình, là cái kho báu của mỗi người. Từ lúc sinh ra đã có rồi. Và dù cho mình trôi lăn trong luân hồi sinh tử, mình trôi lăn trong biển khổ, cái tâm biết không lời và cái tâm Phật này nó có biến mất không? Không, nó không có biến mất. Nó vẫn sáng chói như vậy từ buổi đầu cho tới bây giờ và mãi mãi về sau. Cho nên mới gọi là tánh, là bản thể thường hằng của mình. Nó ra khỏi thế gian mới gọi là tâm linh. Cho nên cái con đường tu tập từ cái biết không lời cho tới cái tâm như gọi là con đường tâm linh. Mà làm sao để nhận ra được cái biết của tánh giác? Làm sao? Là mình phải ở trong cái chỗ không lời mới nhận ra được. Còn ở đây là có lời. Bắt đầu từ đây, đây là có lời. Dù cho mình tỉnh ngộ vẫn còn dùng lời.
Còn khi đi vào cái chỗ hoàn toàn không lợi, từ cái biết để làm hoài nó trở thành cái nhận thức biết, cái đó là con đường tâm linh đó. Quý vị có nhận ra được không? Nhận ra được không? Thì cái con đường đời nó khác với con đường tâm linh chỗ nào? Con đường tâm linh là đi vào những cái trạng thái này, mà khi kinh nghiệm cái biết không lời vững chắc thì gọi là định, tức là samadhi. Định, từ định tức là tâm hoàn toàn tĩnh lặng, mới bật ra được những cái kiến giải mới lạ, gọi là ngộ, ngộ hay là chứng ngộ. Thì trong cái bước đầu, khi mình còn sử dụng giác quan, tức là còn dùng con mắt nhìn, thấy, tai nghe hay là thân xúc chạm, thì nó là cái mức độ thấp, mức độ này. Cái chứng ngộ này chỉ là cái sự nhận ra, nhận ra tức khắc và sâu sắc về một cái gì đó mà từ trước mình chưa có biết. Ở trong thiền gọi là ngộ hay chứng ngộ. Rồi qua tới cái điểm nhận thức này nó sâu sắc hơn, cho nên nó sẽ có những cái kiến giải còn hay hơn nữa. Tới đây gọi là triệt ngộ hay là đại ngộ đó. Ở đây mới thật sự là tâm chói sáng, là cái sự bừng sáng tâm linh. Mỗi khi mình nhận ra một cái gì hoàn toàn mới lạ thì là nó nằm ở trong chứng ngộ qua giác quan. Còn ở đây không sử dụng giác quan nữa, nó bật ra kiến giải những cái điều sâu sắc hơn nữa. Thì Đức Phật qua hai cái lần chứng ngộ là chứng ngộ của triệt ngộ nè, cho nên mới được tôn xưng là vô thượng chánh đẳng giác. Cô mới vừa nhắc lại về thiền quán, thiền chỉ, còn qua tới đây là định. Và mình đã thực hành cái gì? Mình thực hành pháp thở. Pháp thở để đi vào định, giống như con đường của Đức Phật Thích Ca, qua bốn tầng định của pháp thở. Còn về thiền huệ, cô có giảng một cái kỹ thuật là không dán nhãn đối tượng đó, nhớ không? Và cái huệ này là cô chỉ giảng nó trong cái mức độ thấp, Vipassana, là cái kỹ thuật không dán nhãn đối tượng để cho các vị mới bắt đầu đi vào con đường thiền. Không dán nhãn đối tượng. Không dán nhãn bước đầu còn nói tên, tức là còn dùng lời. Qua tới bước thứ nhì, chỉ thầm nhận biết cái đó mà thôi, thì đã đi vào cái biết không lời. Và nếu mình làm hoài cái kỹ thuật không dán nhãn đối tượng, mình cũng đi tới đây. Nhận thức biết rõ ràng đầy đủ mà hoàn toàn trong không lời. Cho nên mỗi pháp cô hướng dẫn trong căn bản đều nó có cái chiều sâu. Nếu quý vị chịu thực hành thì quý vị cũng đi tới nơi. Thì trong nội dung của khóa thiền căn bản, ngoài cái cô hướng dẫn quán chỉ định huệ trong bước đầu tiên, còn có hai bài kinh. Bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả với bài kinh Vô Ngã Tướng. Bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả cô đúc kết lại nhanh thôi: tâm quá khứ, tâm tương lai, tâm hiện tại, tức là tâm ba thời này đều là tâm thế gian. Mỗi khi mình sử dụng tâm ba thời là đưa tới khổ thôi. Nhớ tới quá khứ vui trong một thoáng chốc rồi cũng buồn, tại vì những cái gì êm đẹp của quá khứ bây giờ đã chấm dứt, cho nên càng buồn hơn. Còn khi nhớ tới quá khứ những cái chuyện không đúng, những cái lỗi lầm, thì bây giờ mỗi lần khơi lại là khơi lại cái vết thương, nó sẽ không bao giờ lành. Cho nên Đức Phật nói rằng không có truy tìm quá khứ.
vì quá khứ đã chấm dứt. Còn tương lai, khi mình nghĩ tới tương lai mà mình lo, mình sợ. Thí dụ bây giờ mình đang khỏe mạnh mà mình nói rằng 10 năm, 20 năm nữa mình hưu trí rồi, mình sẽ sống cô đơn, già yếu, bệnh tật, vân vân. Thì cái cảnh đời tương lai chưa tới mà mình đã khổ từ bây giờ. Cho nên Đức Phật mới nói đừng có hướng tới tương lai. Tương lai chưa tới. Còn trong hiện tại tiếp xúc với đối tượng mà dính mắt, mà thích, mà chê, mà khen, thương ghét thì ở đó cũng đưa tới khổ mà thôi. Cho nên Đức Phật nói đừng có dính mắc trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai, mà tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Tuệ quán là thấy, nghe, xúc chạm, biết bằng trí tuệ. Có nghĩa là sao? Không có lời nói thầm trong khi biết qua thấy, qua nghe và qua xúc chạm. Đó là tuệ tri hay là tuệ quán. Thì cái tâm này mới là tâm không động, không rung chuyển. Đó là cô giảng trong lớp căn bản. Chứ nếu thật sự không động, không rung chuyển, phải là tâm này. Mà tâm này thì lên Bát Nhã mới học tới, cho nên cô không có nói tới. Ở trong cái biết không lời, tâm cũng bắt đầu dừng lại, không có dính mắc vào thế gian, cho nên nó cũng bắt đầu là không động, không rung chuyển. Ví dụ như mình sống ở trong đời, trong đời giả dụ như là tâm đời như thế này, mà bây giờ mình đạt được cái biết không lời vững chắc, thì dù cho người ta có chê, có khen, có thương, có ghét, bắt lỗi bắt phải mình, cái tâm này không có động, không có diễn nói cái gì thêm, không buồn phiền đau khổ, thì đây là cái tâm không động, không rung chuyển nè. Thì trong cái bài kinh Nhất Dạy Giả, Đức Phật dạy phải an trú ở trong chánh niệm. Cái biết không lời, trong kinh thường dùng cái từ là chánh niệm. An trú trong chánh niệm, trong tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày, làm cái gì cũng trong chánh niệm. Đó là quý vị thực hành thiền. Nấu cơm trong chánh niệm, lấy gạo biết, đổ nước vô biết, gắm điện vô biết. Đó là làm trong chánh niệm á. Đi từ đây, đi ra xe, đi về, đi trong chánh niệm. Từng bước chân trong chánh niệm, tỉnh thức. Thì không có vừa đi vừa chạy, không có vừa đi vừa nói điện thoại. Một lúc mà làm hai ba thứ là không chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là mình làm cái gì, mình biết mình làm cái đó. Tâm mình như thế nào, biết tâm mình như thế đó. Tâm mình đang vui, biết đang vui. Tâm mình đang buồn, biết đang buồn. Mà cái biết đó là cái biết không lời, cho nên cái buồn nó sẽ chấm dứt. Thí dụ như mình đang biết là mình sắp nổi sân, mình biết và không lời, thì cái niệm sân đó nó diễn đạt ra bằng lời, bằng tín hiệu thôi. Bây giờ cái biết không lời nó dấy lên rồi thì cái niệm sân hận nó sẽ chấm dứt. Cái đó là dùng định. Dùng cái này là định để mà kiểm soát cái tâm của mình, chứ không phải là lấy đá đè cỏ đâu. Tại vì cái niệm sân, cái niệm khổ nó cũng khởi lên bằng những cái lời nói thầm ở trong tâm. Bây giờ mình gợi lên cái trạng thái biết không có lời thì tất cả những cái lời kia nó phải chấm dứt. Nếu như mình làm hoài, mình nhớ mình làm hoài thì cái tâm mình nó thanh thản. Còn lúc nào mình quên thì mình sẽ trở lại tâm đời. Thì bây giờ trở lại tâm đời thì mình phải đem cái trí tuệ của mình ra để mình chiến đấu với cái tâm
sân hận, cái tâm đau khổ, chiến đấu bằng cách gì? Mình hiểu quy luật vô thường, mình hiểu quy luật nhân quả, quy luật nghiệp báo, thì cái đó là trí tuệ của mình, để mình đối trị với những khi mình bị rơi trở lại cái biển khổ của cuộc đời. Còn đi cao hơn nữa, mình sẽ hiểu thêm như thế này: cái biển khổ này cũng là do nhân, do duyên, cho nên bản thể của nó cũng trống không, nó cũng vô thường, rồi nó sẽ thay đổi đi. Và đồng thời, những cái đam mê ghiền nghiện của mình à, những cái thành công hạnh phúc của mình, mình cũng hiểu do nhiều nhân nhiều duyên nó mới có mặt, và nó rồi cũng sẽ thay đổi đi. Cho nên khi mình thành công, khi mình hạnh phúc, mình không có bám chặt vô đó, mình không có nắm chặt ở trong tay của mình. Nếu mình nắm chặt, khi mà nó tuột ra thì mình đau khổ. Thành thử bằng trí tuệ mình cũng thoát ra khỏi cái biển khổ trần gian. Như vậy là quán chỉ, định và huệ là những cái phương thức gọi là pháp bảo, gia tài của Đức Phật để lại cho mình. Mình đủ duyên thì mình đem ra mình xài, mình ứng dụng để tự mình cứu mình thoát ra khỏi cái biển khổ trần gian. Đức Phật chỉ là người chỉ đường thôi, pháp của Ngài rao giảng một cách bình đẳng. Quý vị đọc kinh Pháp Hoa, quý vị biết cái phẩm gọi là một trận mưa bình đẳng, cây này hấp thụ nhiều, cây kia hấp thụ ít, là tự nơi cái cây thôi. Thì giống như là mưa pháp vậy đó, mưa pháp, pháp bảo của Đức Phật giảng dạy bình đẳng, người có duyên thì lấy đó mà tu tập, người không có duyên thì không có tu tập. Giống như là cô mở cái lớp này bình đẳng, còn đi đăng báo, còn đi rao lên để cho mọi người biết, ai đủ duyên thì tới, ai không đủ duyên không tới, giống như vậy. Cho nên tại sao kinh điển để mấy ngàn năm rồi mà con người vẫn khổ? Đâu có mấy người thoát khổ đâu. Như vậy thì sao? Bởi vậy Phật và Tổ mới khởi được cái tâm đại từ đại bi, đời đời phải đi giảng dạy. Nhưng mà giảng dạy thì bình đẳng, mà người đủ duyên thì mới nhận được cái pháp bảo của Đức Phật. Còn người không đủ duyên thì quay lưng đi. Cái đó là do nơi căn cơ của mỗi người thôi, chứ không phải là pháp của Đức Phật mà có phân biệt. Hiểu không? Hiểu cái điều đó không? Đó là cô mới vừa đúc kết lại về bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Còn cái bài kinh về vô ngã tướng thì cũng chỉ để khai triển thêm cái thấy vô thường, khổ, vô ngã thôi. Bài kinh vô ngã tướng thì phân tích người thế gian có thân và có tâm, và thân và tâm thay đổi luôn luôn, cho nên gọi là vô ngã. Đó là đứng ở chỗ giác ngộ mà nhìn cuộc đời thì thấy con người khổ là vì cái ngã, cho nên Đức Phật mới đưa ra cái bài kinh vô ngã tướng. Thì thực sự tới đây mới là vô ngã. Vì sao? Vì cái ngã thực ra chỉ là một cái thấy sai thôi, một cái tà kiến, nó không có cái gì cụ thể hết. Mà tới đây mình hoàn toàn không lời, nó ra ngoài lời rồi, cho nên cái ngã không thể nào có mặt, gọi là vô ngã. Và tới đây khi mình kinh nghiệm hoàn toàn nhận thức không lời, thì mình sẽ thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều không có mặt trong cái trạng thái tâm như. Cho nên tới đây gọi là chứng ngộ vô ngã.
Còn mình học cái bài kinh Vô Ngã Tướng là mình học bằng lời, bằng trí năng tỉnh ngộ. Cô giảng ra để quý vị hiểu, hiểu rồi là qua lý luận. Còn khi mình thực hành định rồi, mình sẽ thấy rõ ràng, quả thật không có thân và không có tâm. Thân nó còn ở đây, phải thấy qua giác quan. Tâm là nói tới tâm thế gian, nó cũng là do nhân do duyên mới có cái tâm thế gian. Trong khi đó cái tâm bậc thánh và tâm Phật ra ngoài hiện tượng thế gian. Cho nên Đức Phật còn có nói đây là cái vô sanh, không bao giờ sinh ra, cho nên nó không bao giờ mất đi, mới gọi là cái bất sinh bất tử đó. Trong khi đó cái thân này là có sinh có diệt, phải không? Cái thân của mình có sanh có già, có bệnh có chết, phải không? Còn cái tâm thế gian nè, cũng có khởi ra, có biến đổi đi và có chấm dứt. Thí dụ như cái nỗi buồn của mình nè, nó có cái nguyên nhân để nó khởi lên, nó kéo dài một thời gian, nó biến đổi đi rồi nó chấm dứt để trở thành cái vui. Rồi cái vui đó cũng biến hoại đi để trở thành ra cái gì khác. Cho nên cái tâm này gọi là tâm sanh diệt. Cho nên cái thân và cái tâm gọi là cái bị sanh. Ở đây là cái bị sanh nè, cái bị sanh cho nên mới có tái sinh nè, hiểu không? Còn bên kia là cái vô sanh, không có sinh ra mà cũng không mất đi, cho nên mới gọi một cái từ nữa là Niết Bàn. Niết Bàn hay là Nước Bàn đó. Giờ hiểu tới đây chưa? Cô đúc kết lại cái con đường thực hành trong lớp căn bản thôi, với bốn phương thức quán, chỉ, định, huệ trong bước đầu thôi. Nhưng mà cô cũng giảng thêm một chút xíu để quý vị nhìn thấy cái hướng đi của mình, cái con đường đi của mình. Và mình đã bắt đầu mình đi từ cái chỗ trí năng tỉnh ngộ này nè, là trong lớp căn bản đó. Đó là cái con đường thiền của mình. Đi thẳng. Đi thẳng là sao? Từ cái trí năng tỉnh ngộ đi thẳng tới để kinh nghiệm cái biết không lời. Đó là cái giới hạn của lớp thiền căn bản. Làm sao hiểu và thực hành để kinh nghiệm một chút xíu cái biết không lời. Đó là cái chánh niệm mà trong kinh vẫn thường nói, vẫn thường nhắc lại. Và qua tới các lớp bát nhã thì từ đây để đi vào tới đây. Đó là cái con đường thiền mà cô hướng dẫn. Quý vị có thấy trong 7 ngày lớp thiền căn bản, có thấy mình có tiếp thu được thêm một cái phương thức thực hành đơn giản nhất để đi thẳng vào cái tánh giác. Và trong các lớp bát nhã tiếp, chúng ta sẽ khai mở thêm cái chân trời trí tuệ của Phật giáo. Đó là qua các lớp bát nhã. Mà cái vấn đề của mình là phải thực tập. Ở trong lớp cô không có thì giờ để cho thực tập nhiều. Sáng thực tập chút xíu, chiều thực tập chút xíu thôi, để mình có chút xíu kinh nghiệm. Vấn đề của quý vị là về nhà phải thực hành. Đó, về nhà phải thực hành những cái cách mà cô hướng dẫn ở trong lớp. Nó đơn giản thôi, nhưng phải thực hành. Thì quý vị sẽ cảm thấy cái tâm của mình nó an lạc liền. Hôm nay cô tới đây là đúc kết xong lớp thiền căn bản, cô chấm dứt.